bóng kỳ hạn bóng lợi nhuận đó là bản đã có hình tội nó tham bóng kỳ hạn bóng lợi nhuận đó là bản đã có hình tội nó tham bóng kỳ hạn bóng lợi nhuận đó là bản đã có hình tội cảm thấy ông Trung thì ông độ phù quá đó kỳ đối cảm thấy ông Trung thì ông độ phù quá đó kỳ đối cảm thấy ông Trung thì ông độ phù quá đó kỳ đối người đạo gì là lên đầu thì đánh đó kỳ đối này thôi người đạo gì là lên đầu thì đánh đó kỳ đối này thôi người đạo gì là lên đầu thì đánh đó kỳ đối này thôi những nét lỗi không.